Gần một tháng phiên tòa phỉ báng Amber Heard và Johnny Depp kết thúc, phía nữ diễn viên Aquaman vẫn chưa có động thái gì về việc bồi thường cho chồng cũ. Thì mới đây, phía tòa án đã gửi văn bản yêu cầu nữ diễn viên trả tiền bồi thường. Sau 6 tuần diễn ra phiên tòa căng thẳng với những cú twist hú hồn từ cặp đôi minh tinh Hollywood, cũng như những cái tên có liên quan trong vụ kiện tụng bom tấn này. Dù cố gắng đưa ra những bằng chứng chứng minh Johnny Depp từng bạo hành mình, nhưng cuối cùng, nữ diễn viên Amber Heard cũng thua trong đau đớn. Phía thẩm phán đã quyết định Johnny Depp thắng kiện, đồng thời phía tòa án yêu cầu Amber Heard phải trả 10,35 triệu đô la Mỹ cho người chồng cũ và phía Johnny Depp sẽ bồi thường cho vợ cũ 2 triệu đô la Mỹ. Sau khi phán quyết đưa ra, phía Amber Heard đã không hài lòng với phán quyết sau khi thua kiện. Hiện nữ diễn viên cũng như đội ngũ luật sư của nữ diễn viên cho biết sẽ quyết tâm nộp đơn lên tòa và kháng cáo. Theo báo cáo của Los Angeles Times, hai bên lẽ ra phải đạt được thỏa thuận thương lượng. Vì vậy, phía thẩm phán Ascaret chưa ghi ngay vào sổ mà cho hai bên một hạn chót là ngày 24 tháng 6 vừa qua để thỏa thuận. Vì vậy, luật sư của Johnny Depp và Amber Heard đã gặp nhau vào ngày 24 tháng 6, nhưng rồi không đạt được thỏa thuận nào. Điều này có nghĩa là phán quyết của tòa án được thông qua và cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên có khả năng sẽ còn kéo dài. Theo tờ Insider, luật sư của Depp và Heard gặp nhau chính là để nói về chuyện Heard có kháng cáo hay không. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 6, theo truyền thông hé lộ, phía thẩm phán đã gửi văn bản riêng yêu cầu Amber Heard phải trả cho nam tài tử số tiền là 10,35 triệu đô la vì đã làm tổn hại danh tiếng của anh khi mô tả mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, ngoài số tiền 10,35 triệu đô la tiền bồi thường trước đó, phía Amber Heard cũng phải chi trả thêm 480.000 đô la, lãi suất 6% trong vòng một năm, thì phiên tòa kháng cáo của cô mới được bắt đầu. Sau đó, vụ kiện sẽ được chuyển đến tòa phúc thẩm Virginia sau 21 ngày và cả hai bên sẽ có 30 ngày để gửi thông báo kháng cáo. Trước văn bản thông báo về việc bồi thường từ thẩm phán, phía Amber Heard cũng đã đưa ra một tuyên bố vào ngày bản án được đưa ra, nhấn mạnh rằng cô ấy sẽ kháng cáo đến cùng và nói rằng những người không làm gì sai không thể bị yêu cầu nhận tội, miễn là không có gì sai trái, họ nên tiếp tục kháng cáo. Chưa dừng lại ở đó, phía Amber Heard cũng mạnh mẽ tuyên bố rằng cô không có khả năng chi trả số tiền bồi thường khổng lồ này. Trước việc Amber Heard tuyên bố không có tiền trả, nhưng nữ diễn viên thường xuyên bị giới truyền thông chụp ảnh đi máy bay riêng để đi du lịch, mua sắm. Cũng với tình hình chẳng mấy êm xuôi của bộ đôi minh tinh, phải chăng Amber Heard sẽ quyết chiến với Johnny Depp trong phiên tòa tiếp theo hay không thì cả thế giới đang chờ xem. Trước đó, luật sư của Heard đã tiết lộ rằng Heard không thể có 8,35 triệu đô la, 194 tỷ đồng để trả cho Depp. Dựa trên điều này, Ben Shield, một luật sư của Depp, lại ước mơ rằng Depp có thể sẽ không buộc vợ cũ phải trả tiền bồi thường nếu cô hứa không kháng cáo. Nhưng giờ thì, Heard có vẻ đã quyết định không để cho sự việc khép lại một cách dễ dàng mà cô sẵn sàng làm đến cùng. Giải thích cho quyết định của Heard có thể kháng cáo, một phát ngôn viên của Heard nói rằng bạn không xin lỗi nếu bạn vô tội và bạn không từ chối việc kháng cáo nếu bạn biết là mình đúng. Câu này rõ ràng ám chỉ rằng Heard sẽ cố gắng đảo ngược phán quyết của tòa án. Ở một diễn biến khác, nữ diễn viên đang lên kế hoạch xuất bản một cuốn sách tự truyện, tiếp nối sau vụ thua kiện của cô trước chồng cũ Johnny Depp. Cuốn tự truyện sẽ được kể theo góc nhìn của Amber Heard về quá trình kiện tụng, cũng như cách mà cô làm lại cuộc sống sau khi thua kiện.